quyết định đưa Chúa cùng tất cả quý ông cha, ông bà, anh chị em trong tình yêu của Chúa. Mùa Giáng sinh là mùa của sự an lành. Có lẽ Giáng sinh năm nay thật khác với những năm Giáng sinh năm trước. Bởi những điều đang xảy ra trên đời sống và trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Nhưng chúng ta biết rằng cuộc sống ngày hôm nay, những cái hoàn cảnh ngày hôm nay, chúng ta thay vì chúng ta bình an nhưng mà chúng ta có sự lo lắng, chúng ta sống trong sự sợ hãi hơn là tin cậy. Dù cuộc sống và hoàn cảnh có thay đổi như thế nào, nhưng tình yêu của Chúa Giêsu ngài không hề lơi thay. Những giai điệu ấm áp của những bài ca Giáng sinh mang đến cho chúng ta một niềm hy vọng tuyệt đối. Còn Đức Chúa Trời ngài đến để hủy phá công việc của sự tối tăm. Ngài đến để giải phóng con người khỏi sự cầm buộc. Ngài đến để ban sự tự do cho chúng ta. Chúng ta hãy cùng với các ban hát, các em thiếu nhi.